Chị mắt em to quá nên nhiều lúc em ngủ á chị, bạn em không biết em ngủ thêm thức. Em có lãng mạn không? Cũng không thực sự lãng mạn lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Hai, bây giờ giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên là em gửi lời chào tới, chào và chúc sức khỏe tới anh Quyền Linh, chị Cát Tường, bạn nữ bên rèm và toàn thể vị khán giả trong ngày hôm nay. Em tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Hùng, quê gốc em ở Quảng Bình và hiện tại em đang công tác ở Đồng Nai. Em về công việc gì? Em bên quản lý điều hành phương tiện của phòng hậu cần sư đoàn 302. Rồi, mà bạn gái? Là em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân, 23 tuổi. Hiện đang làm sales admin trong công ty sự kiện Ngàn Thông. Dạ, quê quán em là ở Đồng Nai ạ. Hiện em đang làm việc ở đâu? Dạ, ở thành phố ạ. Mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em là thân thiện, hoạt bát, nói chung cũng dễ tiếp xúc. Còn mà nhược điểm của em là lười và không biết nấu ăn. Hả? Còn bình thường hiện giờ là ai nấu cho em ăn? Dạ, mẹ em nấu em ăn. À, đang còn ở với mẹ. Dạ. Ủa, em trai. Dạ. Em có khi nào nấu cơm không? Dạ có. Có hả? Mình làm hậu cần, mình quản lý về hậu cần, tức là ăn uống trang thiết bị này kia hết luôn đúng không em? Dạ, em bên chuyên bên phương tiện xe cộ anh. Rồi, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc. Còn hạn chế là ít nói và thiếu tự tin, chưa đồng đông và chưa các bạn nữ khác giới. À, khác giới. Sinh hoạt cộng đồng xã hội thì đông người thì em có mạnh mẽ không? Dạ, cái đó mình làm theo chức trách chuyên môn thì cứ thế làm thôi. À, chuyên môn thì làm được đúng không? Dạ. Nhưng mà tán gái thì yếu hả? Chín chắn vững vàng. Nhưng mà đối với tình yêu thì bao giờ cũng nhút nhát hết trơn á. Còn cái tật xấu nào nữa không? À, tật xấu hả chị? Ừ. Nói được không chị? Được chứ. Phải nói chứ. Dạ, chị mắt em to quá nên nhiều lúc em ngủ á chị. Bạn em không biết em ngủ thêm thức. Ồ, mắt bên đó to lắm hả? To lắm. Nhưng mà ngày hôm nay một số đặc biệt như thế này, em có cảm giác như thế nào khi là người bạn trai bên kia là một sĩ quan? Dạ chị, em rất là thích. Tại vì lúc đầu tại vì lúc đầu em cũng định thi vô quân đội. Nhưng mà lúc đó thì em tìm hiểu đồ á là phải ra tới ngoài Bắc để học, mà trong khi đó em không biết nấu ăn. Và ba mẹ cũng vậy, em sợ. Nên ba mẹ cũng không cho đi luôn. Sợ gì? Xa á chị. À, sợ xa nhà. 4 năm đại học của em học ở đây á là tuần nào em cũng về nhà, mà còn học ở ngoài đó thì chắc một năm em chưa về được 2-3 lần nữa chị, nên vậy thôi em cũng không đi nữa. Chứ hồi đầu là thích. Dạ. Cũng thích thi vô bên đó. Dạ. Thi vô cái gì? Dạ, hậu cần. Hậu cần luôn. Tại đó thi vô giờ đâu cần lên đây, hai người gặp nhau rồi. Ủa mà tại sao em thích? Dạ thì lúc đó là trường em có nói chung là một trong những trường ở trong miền Nam á, mà được về hướng dẫn á, mấy anh chị bên quân đội á, thì em nhìn phong thái của mấy anh chị đó rất là thích, rất đặc biệt là mấy chị nữ, em rất là thích nên em về em cũng nói ba mẹ vậy đó, ba mẹ cũng đồng ý. Nhưng mà khi được nghe được tin phải ra tới ngoài Bắc học á, nên thôi. Dạ, nên thôi. Rồi, tình trường em thì sao, mình có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ chị, nhìn vậy thôi chứ chưa qua á chị. Chưa mối tình nào hết? Dạ. Hồi đi học rồi tới giờ luôn cũng không có luôn. Dạ. Lý do tại sao? Đẹp, dễ thương, đẹp gái vậy mà không ai để ý hả? Dạ, nói chung thì có thì cũng có. Nhưng mà dạng như là em cảm nắng rất nhanh, nhưng mà cũng tắt nắng rất là nhanh. Em thích cái anh đó, bạn đó. Xong cái qua tuần sau nó hỏi, ủa sao xong không nghe mày nhắc nữa. Tôi thấy không còn gì nữa, không thích nữa. Chết rồi, vậy là bây giờ ai làm sao mà ở bên cạnh em là phải làm gì mới hoài đúng không? Lúc nắng lúc mưa thì khó nhờ. Em trai lo không em trai? Dạ, mình nói mình cố gắng thì cũng không vấn đề gì cả. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, chính thức thì chưa. Chưa luôn hả? Dạ. Lý do tại sao có thể chia sẻ được không? Trước kia là em cũng đi học xong rồi là mình đi thi vào môi trường quân đội thì trong thời gian đủ các thứ rất là hạn chế. Ra ngoài ít, điện thoại thì cũng cấm sử dụng. Ra trường thì trong công tác trong môi trường đặc thù thì cũng ít có điều kiện tiếp xúc với bên ngoài. Cộng thêm với cái tính như mình là ít nói với ít nói nhút nhát nữa ha. Trong trắng trinh nguyên ha. Chưa có ai có mối tình nào. Em muốn mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào em trai? Dạ, của em thì đầu tiên là về ngoại hình thì em ngoài bình thường, còn về tính cách là biết quan tâm chia sẻ, biết kính trên nhường dưới và hết.
Có điều gì em không thích ở người bạn gái? Hay cảm ràm, giả sử như là lúc mình là làm sai một cái gì đó, cái gì không đúng mà nói hoài đúng không? Mà sau này mà mình có lỡ mắc phải cái khuyết điểm gì mà lại lấy cái đó ra lại nhảy. Em có hay cảm ràm không em? Chắc có chị, nói chung là cũng dài lắm chị. Thì tính em cũng hay tăng động đó chị. Tăng động là sao? Ví dụ như có cái chuyện gì đó mà kích thích em quá là em sẽ không được bình thường nữa. Mà em làm gì? Dạ thì em cứ như con điên vậy chị, không tự kìm nén được, có người khác kìm lại. Yên tâm, với môi trường quân đội anh ấy sẽ rèn giũa em. Rồi bây giờ em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Cao ráo, dễ nhìn, biết quan tâm em, biết lắng nghe. Em là con út nên cũng được thương, nên em cũng muốn là nó cũng phải nghiêng là chứ cũng quan tâm đến gia đình em. Rồi, cao ráo thì cũng hơi cao. Dễ thương thì rất dễ thương. Có điều gì em không thích ở người bạn nam? Tính là gia trưởng thì em cũng không thích. Nhậu vô, uống vô chị, mà nó nhiều em cũng không thích. Thà uống vô rồi ngủ, chứ đừng có ngồi nhảy với em. Anh kia có nhậu không em? Dạ, đó điều không thể tránh khỏi chị. Nhưng mà nhậu vô làm gì? Dạ, nhậu xong đi ngủ chị. Có thể là mình uống một cốc nước rồi mình trước khi đi ngủ chị. Vậy được, dạ. Đừng có nhậu vô mà ngồi lãi nhãi nha. Cao nhưng mà chưa ráo. Hai người này có cặp mắt to y như nhau hả? Lông mi dài. Bên này lông mi trời sao dài dữ vậy em? Gắn lông mi giả hả? Hai miếng lông mi dài dữ vậy trời, tôi lần đầu tiên mới thấy con trai mà lông mi dài vậy luôn á. Vậy cấy lông mi hả em? Dạ không. Tự nhiên hả? Một người thì ở Đồng Nai, một người ở Thành phố Hồ Chí Minh, mình hẹn hò sao em? Cuối tuần thì đơn vị sẽ tạo điều kiện được nghỉ thứ bảy chủ nhật, có điều kiện lên thăm bạn gái. Mặt mày căng thẳng vậy cưng vui lên. Cũng thiếu quý chứ bộ. Em cao mét mấy? Trời, em cao 1m62 ạ. Nhìn chị cái coi, trời ơi chị không dám nhìn, lát sao dám nhìn bạn gái. Trời sao mắt ông này ướt dữ vậy? Muốn khóc hả? Không, không mắt ướt á. Đa tình quá vậy? Đa tình lắm á. Có hay khóc không? Dạ không vậy. Em có lãng mạn không? Cũng không thực sự lãng mạn lắm. Trời ơi ông nhát quá vậy trời, có nào mình hỏi hồi ông khóc không? Dễ gì? Mắt em to là lông mi em không dài bằng lông mi ảnh đâu nha. Coi bên đàn gái sao mà cũng tăng động quá nha. Trời em gái, mắt anh ấy lông mi dài luôn, thậm chí dài hơn em luôn á. Nhưng mà em xinh hơn ảnh. Thấy cảm nhận ảnh sao? Em thấy em tăng động quá nè, anh nghiêm anh ít nói quá. Anh nghiêm ít nói lắm á. Em có một thích sự lãng mạn không? Dạ hầu như ai cũng thích sự lãng mạn nè. Nhưng anh này hơi khô chút xíu. Yên tâm, em tạo lãng mạn cho. Tạo lãng mạn hả? Dạ. Tưởng tượng buổi đầu tiên mình hẹn hò sao cho lãng mạn. Thì em kêu anh sẽ mua hoa nè. Đứng ngay cái chỗ em ở anh. Rồi thì đợi em ra tặng hoa cho em. Rồi nói chuyện này nọ kia các kiểu. Miễn sao anh nói hài hước rồi nói anh chung. Anh không nói luôn rồi sao? Thôi để em nói luôn cho anh. Được. Phải trực cơ quan. Thậm chí là đêm hôm, lúc đó đó mà con khóc con bệnh gì đó mà có nhiệm vụ thì anh phải đi luôn. Giờ giấc đi chơi nó không được nhiều lắm. Được không? Dạ về cái vụ mà chăm con hay là gia đình gì đó thì em cũng có xác định là khi mà cưới á là em cho ba mẹ em lên xe hoa chung với em. Hiểu rồi. Tức là cho ba mẹ em lo luôn cho con em gì đó. Trời ơi, tội nghiệp ông bà già giờ khổ cứ nuôi con cháu không. Anh dần hỏi ký người thân đi. Em gái đi với ai em? Dạ em đi với mẹ em, chị, anh chị ruột của em, với cái hội ế công ty với hội bạn ế luôn ạ. Trời ế hết luôn vậy đó hai em. Dạ. Dạ chào cô Cát Tường với chú Quyền Linh. Dạ. Nói thẳng là bé Trân á, là con gái út ở trong gia đình, thành ra được cưng lắm, nên nó không làm công chuyện gì hết á. Chỉ có đi làm thôi, đi học xong rồi giờ đi làm thôi. Cậu bên đây thì thấy được hiền. Cậu nếu cậu ưng á thì cậu phải chịu khó. Bé nó hơi cưng chút xíu nhưng mà bé rất được, bé rất tánh tốt. Dạ vâng, cần mình quyết tâm là được ạ, không gì không thể ạ. Cậu ráng chăm sóc, thương bé nhiều. Tôi chỉ cầu mong như vậy thôi. Cảm ơn cô. Rồi xin mời đại diện của người nhà. Dạ, em đến với thủ trưởng đơn vị. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào, chào em gái xinh tươi. Chào cô, họ nhà trai, chào gia đình nhà gái. Xin nói thêm một chút về em Hùng. Hùng thì rất là hiền mà nhát lắm, gọi là hay thẹn thùng nhưng mà rất là tốt, thật tính lắm. Cái thứ hai nữa thì bản thân Hùng thì cái nãy chưa giới thiệu hết, giới thiệu thêm về Hùng một chút nữa là Hùng là học sĩ học viện hậu cần khoa xe máy,
Hiện nay đang quản lý cái đội ngũ lái xe và xe của đơn vị. Thế thôi, còn đối với em gái xinh tươi bên này thì không, xin phép là không dám nhận xét. Nhưng mà thấy là rất là lanh lợi và hoạt bát. Có hai cái tương đồng với nhau. Một là em nói là mắt em to thì bên kia có mắt không lớn nhưng mà có mắt ô tô to. Cái thứ hai là yên tâm cái vụ nhậu là hiền thì đương nhiên là về là sẽ ngủ, yên tâm rồi. Anh khẳng định được như vậy tại vì là ở cùng cơ quan của đơn vị là biết. Rất mong là như cô nói đấy, hai bạn sẽ tạo cho cơ hội, chúc hai bạn thành công. Thôi đồng chí, bây giờ kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Em có cảm nhận gì về anh? Dạ, từ nãy giờ thì em thấy anh rất là hiền, ít nói. Không biết em tăng động quá làm anh sợ không ạ? À không, anh thì bình thường thôi. Thứ bảy chủ nhật em có phải đi làm không? Dạ, tính chất công việc của em á, thì em làm tới thứ bảy. Nhưng mà trong một tháng chủ nhật sẽ có một chủ nhật phải trực. Không biết anh sắp xếp được không ạ? Cái đó không thành vấn đề em. Mà anh, nhà em có những cao thủ nguy hiểm á, thì không biết anh chống đỡ được không ạ? Tại vì cao thủ nhất là giờ bữa nay ba em bận không có đi được. Ba em rất là trôn người. Em đây 23 năm sống với ba em là trong tư thế toàn phòng thủ không anh? Trôn theo cách như thế nào? Không, ba em chỉ trôn vui thôi. Nhưng mà nếu mà những người nào mà không cứng á là sẽ bị ba em hằn gục hết à. Anh thì anh thì bộ đội thì có gì thì nói đó thôi. Cũng không, anh đoán là chắc ba em không trôn được anh nhiều đâu. Anh nhớ tên em không ạ? Này mệt à, cái này mệt á. Nuốt nước miếng rồi, căng thẳng rồi. Anh có một đặc điểm điểm là làm mỗi khi là căng thẳng là anh hay quên. Cách trả lời cũng như không. Em có nhớ tên bạn trai không? Dạ tên Hùng á. Thôi gì giới thiệu lại đi. Dạ em tên là Nguyễn Ngọc Hoài Trân. Chân trong từ chân châu chứ không phải cái chân. Rồi rồi, anh nhớ rồi. Không biết là anh có chấp nhận cho ba mẹ em lên xe hoa chung không ạ? Là đi về chỗ ở chung á. Cái đó thì được em ạ. Được mà mặt căng dữ vậy trời. Ông này cũng làm công chuyện căng thẳng quá. Đúng là tình yêu anh này nhát quá. Bây giờ hát bài coi, mạnh mẽ lên nào đồng chí Thiếu Quý. Bắt đầu. Nhiều khi anh từng mơ ngồi một mình cười ngẩn ngơ, chúng ta sẽ được sống trong ngôi nhà đầy trẻ thơ. Có khó không em ơi, nếu giấc mơ này xa xôi thì anh xin được giữ giấc mơ đó ở trong suy nghĩ anh mà thôi. Bây giờ nè, em sẽ có khoảng độ chừng 30 giây thể hiện cái mạnh mẽ của người đàn ông. Thí dụ như là nghĩ nghiêm gì đó ha, quân lệnh gì đó, em làm thử coi, coi có sợ không. Là bắt cổ làm kìa. Dạ thôi. Gì đó? Khi khác về làm sao? Hả? Khi khác về làm sao? Không, làm luôn đi. Không có khi khác. Nào đứng lên. Đồng chí Trân, đứng lên coi. Thử coi. Sao khó bỏ. Thử coi. Đồng chí Thiếu Quý Hùng, nghe lời tôi. Nào Bình Nhất đứng lên. Em có khỏi rồi. Nghỉ. Em ngồi xuống. Đi nghiêm kìa. Ngồi xuống đi, ngồi xuống đi. Sao em đánh giá gì anh này? Em thấy em tăng động anh này có vẻ hiền quá. Không biết có kìm em. Được em không? Kìm được đó. Em tăng động em cứ làm gì khùng khùng điên điên. Anh chỉ cần anh ngồi nhìn em vậy cái tự nhiên em ngại quá em thụt xuống à. Đồng chí Trân quét nhà. Đồng chí Trân giật quần áo. Trời ơi, căng chổi lại. Đồng chí Hùng quét đi. Chốt lại bây giờ trong tim mình đang suy nghĩ điều gì? Anh từng nghe một người nói là cuộc sống chỉ thực sự có nghĩa khi và chỉ khi có việc gì đó để làm, có ai đó để yêu và có gì đó mơ ước được ở tương lai. Anh mong em hãy cho anh và cho chúng ta một cơ hội để được tìm hiểu, để tiến tới xa hơn nữa. Mặt ta bên đây nghiêm trang lắm mà mặt cô cứ cười hoài vậy cô. Dạ, tay anh có run không anh? Không, tay anh bình thường. Dạ, dạ, không, em hỏi cho thôi để biết anh run nó bấm nút được không á. Thì nếu nói em bấm hồ dùm bớt. Không, em cứ yên tâm, mọi thứ vẫn ổn.
Với tình yêu bao giờ con người cũng cảm giác mềm nhũn ra. Hãy thông cảm cho anh ấy, bởi vì tôi biết rằng trái tim anh ấy cũng đã rung động đấy. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Mẹ lỗ tai dữ luôn. Chúc mừng đồng chí Hùng, đồng chí Tranh, đồng tài. Bấm nút rồi mà mặt vẫn nghiêm trọng hả Hùng? Cười tươi lên. Đồng chí Hùng, Hùng đồng chí Hân, Tranh. Em có ý kiến. Em thấy anh nhát quá, thôi để em thủ lý. Ừ vậy đi, vậy cũng được nữa. Không, em làm được. Em làm được. Cái này đồng chí Hùng làm được, đừng có giành. Hùng. Đồng chí Tranh hung ngược lại. Trời ơi, sao mẹ vui dữ vậy? Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Và đây quà tặng Viettel dành cho mỗi bạn là một chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2.200.000 đồng, có cài sẵn ứng dụng Mocha. Và khi được sử dụng Mocha thì hai bạn có thể chat, gọi điện thoại cho nhau, đặc biệt là nghe nhạc xem phim với nhau, rất là thú vị. Hai bạn nhớ giữ liên lạc với nhau nhé. Nắm chặt vô nhé. Thích gì? Thích con gà, thích con gà, thích con gà. Ô, thích con gà. Thích con gà là thích ăn thịt gà đó nha. Không, ngày xưa em cũng mê chơi gà, nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà. Thích con gà hay là thích ăn thịt gà? Mê nuôi gà. Mê nuôi gà. Có ăn thích ăn thịt gà không? Có luôn. Hả? Em tên là Lê Thị Mỹ Hiền ạ. Em năm nay gần 26 tuổi, nhà em ở Đắk Lắk. Em làm thư ký giám đốc marketing của công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận B&G. Là làm ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Phú Nhuận. Dạ đúng. Quê thì mình ở Đắk Lắk. Dạ. Rồi. Mời bạn trai giới thiệu. Em chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và toàn bộ khán giả đang xem coi chương trình ạ. Em là Hoàng Đức Cảnh, quê ở Nam Định ạ. Lập nghiệp ở Đà Lạt, Lâm Đồng ạ. Em làm gì Đà Lạt? Dạ em là kỹ thuật viên xét nghiệm trung tâm y khoa Pasteur Đà Lạt. Em bao nhiêu tuổi? Em năm nay là 28 tuổi. Mình vào Đà Lạt sống và làm việc lâu chưa? Dạ em vô đây là được 6 năm rồi ạ. Sao anh chọn Đà Lạt để sống vậy ạ? Tính em tính nó hơi trầm tính, nên là em thích cái cuộc sống nó cứ nhẹ nhàng thôi, yên bình hơn ha. Em có những thế mạnh nào? Em biết nấu ăn, lúc vui vẻ cũng hay hát hò. Có cái tật xấu nào không? Dạ, tật xấu thì em nhiều anh. Nhiều hả? Ví dụ cụ thể rồi. Cụ thể vài cái rồi. Em hút thuốc ạ. Hút nhiều không? Cũng hút nhiều chị, tại vì đi làm về thì em ở một mình á chị. Em cực kỳ ghét mùi thuốc lá luôn á. Anh có thể bỏ hút thuốc lá được không anh? Chưa dám khẳng định, nhưng mà cũng đợt này cũng không có hút rồi bạn. Vì cô đơn quá hút thuốc đó mà. Nếu mà không cô đơn ai hút thuốc. Không, nhưng bây giờ bạn gái chấp nhận ta bỏ thành phố Hồ Chí Minh, ta lên Đà Lạt với bạn thì bạn phải bỏ hút thuốc, bạn phải hứa người ta mới lên. Có sự trao đổi chứ đâu có mà khơi. Người ta lên Đà Lạt được thì thuốc có cái gì là cái gì đâu. Ừ. Ta bỏ tới cái gì bỏ ăn luôn chứ đừng chi bỏ thuốc. Khoảng cách địa lý nó hơi xa đó, em thì làm việc thành phố Hồ Chí Minh, bạn trai thì đang sống làm việc Đà Lạt, em có ngại gì không? Thật ra thì em thích, rất là thích cái cuộc sống ở Đà Lạt. Em thích cái khí hậu, thiên nhiên, con người ở đó. Cũng có ý định là về Đà Lạt sống hoặc là về trên Buôn Ma Thuột ở sống. Kiểu như em thích sống ở trên núi hơn là dưới đồng bằng. Nhưng mà hiện tại mà nếu như em về trên Đà Lạt hoặc trên Buôn Ma Thuột á, thì cái cuộc sống, cái nghề nghiệp nó chưa được ổn định. Sau này mình phải có một cái tiềm lực nào đó thì mình mới về trên đó được. Rồi. À, bạn trai có thể hỗ trợ bạn gái được trong cái khâu là mình hòa nhập với cái cuộc sống ở Đà Lạt, hoặc là hỗ trợ bạn gái đi tìm công việc được không? Bạn học trường gì ra bạn? À, mình học cao đẳng kinh tế đối ngoại. Chuyên ngành em học là xuất nhập khẩu. Thì ví dụ như mình hướng nghiệp bạn ở nhà là mở một cái shop quần áo hay là shop gì đấy á, thì mình có ở nhà mình có thể kinh doanh được không ấy, có đảm đương được việc kinh doanh không ấy? Em thích lắm á. Em thích lắm đúng không? Rồi được rồi, được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình rưỡi rồi anh. Mối tình rưỡi nữa, sao em gì cũng rưỡi rưỡi đây vậy? Tuổi chung gần mà tình cũng rưỡi ha. Em quen cũng khá là trẻ, đến 20, chắc gần 24 tuổi em mới có mối tình đầu. Một phần là sao mà cắt lòng, với lại hồi lúc đó là em đang làm hồ sơ để đi du học á. Xong cái sau khi em nộp hồ sơ xin lãnh sự quán để đi á, thì em mới báo cho anh biết. Không chia tay ngay lúc đó, nhưng mà tình cảm của anh dành cho em nó cũng nhạt dần. Cái rưỡi là do bạn của em. Sau khi chia tay cái người đầu tiên rồi thì lãnh sự quán lại trả lời là em bị fail visa. Lúc đó rất là buồn. Thì bạn của em mới giới thiệu cho em bạn của nó để nói chuyện cho vui á. Cái đó chưa gọi là mối tình chính thức, chỉ là làm bạn cho vui cái lúc buồn quá thôi đúng không? Rồi. Tại mấy mối tình?
chính thức thì em quen ba. Cũng dữ quá hả? Mối tình dài nhất bao lâu? Dạ, mối tình dài nhất là hơn 2 năm anh. Lý do tại sao chia tay? Lỗi nguyên nhân chính là do em thôi nha. Do em, tại sao? Em vô tâm, em vô có tâm. Một điểm xấu là vô tâm. Chà, cái này không được nha. Quen bạn gái mình phải chú tâm, phải săn sóc, chăm sóc, mà chỉ vô tâm quá thì con gái người ta đâu có chịu được đâu. Cái này mà vô tâm hoài không bao giờ có bạn gái luôn. Em cần một người phụ nữ như thế nào? Em cũng không đòi hỏi gì ca, chỉ quan tâm kiểu như là lễ phép với bố mẹ mình thôi. Cái đó dễ, còn gì nữa không? Em đi có chơi với bạn bè thì đừng có ghen với bạn bè. Bạn em thì đôi khi có cả con gái ở trong đấy chị. Nên là khi khoảng bọn em đi chơi đùa thì nói chung đồng nghiệp cơ quan thôi. Cơ quan thì đâu có ghen đâu. Từ khi nào em giấu người đó mà người ta thấy giỡn người ta mới ghen thôi. Dạ. Còn gì nữa? Em làm công việc có đi đêm đi hôm gì không? Dạ, công việc của em thì làm hành chính đấy chị. Xét nghiệm mà lúc nào có thì xét, không có thì thôi. Em không thích gì người phụ nữ? Em không thích con cái hút thuốc thôi. Con gái nào hút thuốc? Không hút thuốc. Em hút được để con gái hút thuốc. Em không có hút thuốc. Em tưởng tượng cái người yêu mình mong muốn là người như thế nào? Dạ, em thích cái người cao ráo một tí, rắn rỏi, có da có thịt, trần tính, lãng mạn. Em thích ngôn tình. Thích lãng mạn, thích Đà Lạt mình biết, thích lãng mạn rồi. ít nói với người khác, nhưng mà phải nói chuyện được với em. Em không chịu được người vô tâm. Dạ, chàng trai này hơi vô tâm đó nha. Bạn này ít nói thì có, nhưng vô tâm đã có. Rồi bây giờ chắc chắn sẽ phải cải thiện nha. Có gì em không thích ở người bạn trai? Em cằn nhằn hoài bảo lắm. Ít dạ, nói thôi. Thích gì? Họ tính toán, họ chia ly nhiều quá đó. Kiểu đàn ông con trai thì phải thoáng một tí, ăn mặc thì sạch sẽ gọn gàng, chứ cũng đừng có điệu đà chảy chuốt quá, mà cũng đừng có lôi thôi lượn thượn quá. Yêu thương động vật, yêu thương con nít á, đừng có sống theo chủ nghĩa em một mình nhiều quá đó. Nhiều người họ rất là thích một mình, họ không chịu được con nít. Em có yêu thương động vật không? Thích con gì? Em không thích con gì. Không thích con gì đâu hả? Thích một con đi. Thích con gì đi. Thích con mèo. Không, em bị dị ứng với con mèo. Thích con chó không? Nếu mà cố gắng thì chắc được. Cố gắng mới được hả? Bên đó có thích chủ nghĩa cá nhân không? Nghĩa là hơi tự kỷ một mình á. Bên đây tự kỷ đó. Bên đây không có thích tự kỷ nha. Trời ơi, cô gái dễ thương quá. Cảm ơn anh. Chàng trai bên đây hiền quá luôn á, ít nói lắm. Không thích mèo, chó thì ép lắm mới thích. Thế thì những người mà không thích động vật, có người ta sống cũng không có tình cảm. Đâu có. Nói gì cũng đúng đâu. Có nhiều người người ta sợ động vật, nhưng mà người ta rất tình cảm. Sợ nhưng mà người ta vẫn thích, chỉ là người ta sợ thôi. Còn nhiều người ta ghét luôn. Người ta ghét luôn hả? Ghét luôn là nguy hiểm lắm anh. Có ghét động vật không? Dạ, em không ghét. Không có ghét. À, bây giờ em nhớ là em có một loài vật em thích rồi. Thích gì? Là thích con gà, thích con gà. Ô, thích con gà. Thích con gà là thích ăn thịt gà đó nha. Không, dạ, ngày xưa em cũng mê chơi gà, nhưng mà bây giờ thì tại công việc xa nhà. Thích con gà hay là thích ăn thịt gà? Mê nuôi gà. Mê nuôi gà. Có ăn, thích ăn thịt gà không? Có luôn. Hả? Vậy là nuôi để ăn. Tóm lại bạn bên đây hiền lắm. Có chứng vô tâm nhưng mà nãy nói rồi, nhưng mà quan trọng á vẫn là do người phụ nữ hết. Lỗi thì do đàn ông rồi đó. Nhưng phụ nữ nên chủ động chút xíu thì anh nghĩ rằng nếu em có bản lĩnh thì anh này sẽ ok. Lên núi ở là hay rồi đó. Tại nhà em ở trên núi. Lên núi à? Nhà trai có tính gia trưởng không? Em chào chị ạ. Chào em. Tùy vào nhận xét của mọi người thôi chị. Tùy là như... sao em? Có thể trong một số vấn đề mà em nói ra thì mọi người nghĩ là gia trưởng. Ví dụ? Trong một số việc cơ quan em hay kiểu cứng nhắc, em hay không có, em nghĩ quyết định đó là đúng thứ. À, dạ. Coi như là mình rất là kiên quyết với cái quyết định của mình đưa ra mà chưa hẳn là đúng hay sai. Dạ, nói chung là cũng đấy cũng là một cái nhược điểm của mình. Không, mình phải lắng nghe ý kiến của người khác chứ đâu phải lúc nào mình cũng đúng đâu. Dạ. Ví dụ như gia trưởng là vậy nè, em lấy vợ về em có áp đặt vợ, ví dụ như là em không được đi làm, em phải ở nhà, em không được đi đây đi đó, em không được bận đầm quá ngắn, em không được mặc áo sexy, không được nhuộm tóc nữa. Nếu mà như vậy thì không phải rồi chị. Em thì nói chung bạn gái em thích bạn gái em sống như thế nào là thoải mái nhất. Thì bây giờ một người ở trên đó, một người ở dưới này đó, thì hẹn nhau bao lâu thì em thăm bạn gái một lần được?
không có việc gì thì chắc tháng em sẽ được 2 lần. Tháng xuống còn 2 nếu lần. Mà tháng tháng 6, tháng 7 mà em đi xuống này em học thêm một vài chứng chỉ thì có thể tuần em xuống 1 lần có thể gặp được. Vậy cũng được. Một tháng được 2 lần được không em? Nói nhưng mà có làm được không chị? Tại vì khoảng cách nó xa lắm á nha. Xa lắm đâu, ngủ đêm tới em. Cố gắng thôi. Rồi cô gái này xinh lắm. Một hồi thấy rồi còn có động lực dữ nữa. Rồi cố gắng định hướng, nếu mà cô ấy chịu theo em, hai chồng ráng làm dành dụm mua miếng đất xây cái nhà nhỏ nhỏ ha. Nếu mà bạn ấy xác định lên thì em cũng còn mua được nhà. Rồi vậy là tốt rồi, lên Đà Lạt đi em. Một căn nhà bé bé xinh xinh lãng mạn ha. Ngôi nhà trên đồi. Trên đồi luôn hả? Có cái hàng rào trắng hả? Hôm nay mình có đi với người thân không? Em đi với bạn của em, với lại đồng nghiệp và sếp của em. Xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Chào bạn trai và chào toàn thể mọi người ạ. Em xin giới thiệu, em là Cường, là sếp cũ của Hiền. Về Hiền thì trong công việc thì Hiền là một người rất là thông minh, nhạy bén. Còn về đàn trai ấy, anh nhìn thấy là bên ngoài thì mọi thứ đều rất là ok, hai người rất là hợp nhau. Còn bên trong ấy thì cái đó Hiền sẽ chắc chắn phải khám phá. Thì hy vọng Hiền cũng như là bạn trai sẽ nắm bắt được cái cơ hội này. Rồi, xin cảm ơn ạ. Sao đi với anh? Em đi với người thân, bạn em và đồng nghiệp với em ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và bạn gái. Xin chào tất cả quý vị khán giả trong trường quay. Em xin nhận xét bạn gái này thì em thấy là rất là dễ thương. Cảnh thì hay ít nói nhưng mà trong những cuộc đi chơi với bạn bè ấy, thì là rất là nhiệt tình. Thì do hai bạn có thể là tìm hiểu chứ công việc này thì em thấy là rất là ok rồi. Rồi, cảm ơn bạn. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ mở rào cho hai bạn gặp mặt nhau nha. Mở hàng rào. Rồi đó bạn. Chào bạn. Xin chào anh. Bạn gái thích lãng mạn. Xin lỗi bạn, mình hơi bị Mùa hoa lê kim. Thành phố hoa là thành phố Đà Lạt. Trời ơi, em là xin lỗi lắm. Mình trên kia không có gì tặng bạn bó hoa tại em. Cảm ơn anh. Mình cũng hơi bị run. Cao ráo ha, xứng đôi ha. Bạn gái rất thích lãng mạn nha em. Lần đầu tiên em được tặng bó hoa như thế này á. Chung màu áo luôn ha. Chung màu ghế luôn. Chúc tặng em cái ghế luôn, với bó hoa đem về luôn. Cho mình đổi cách xưng hô ạ. Anh muốn hỏi em về cái định hướng tương lai á. Anh thì anh sống cũng hơi bị thực tế một chút. Nhưng em đòi hỏi về cái lãng mạn thì anh cũng khó về lãng mạn lắm. Anh sẽ cố gắng học. Ý là em lãng mạn bởi vì em thích cuộc sống như vậy cho nó dễ chịu, nó đáng sống thôi. Chứ không phải lãng mạn đến mức giống như trong ngôn tình hay là xến sổng sức mướt gì đâu. Mình sống mình phải có thực tế. Ví dụ như đi làm về tặng một cây hoa thôi, một cái bánh, một cái kẹo nhỏ nhỏ thôi. Lâu lâu nhắn tin quan tâm hỏi thăm nhau là được rồi. Chứ không cần phải giống như trong ngôn tình tỏ tình dưới mưa hay là gì đó. Đơn giản vậy thì anh nghĩ là anh cũng làm được. Em cảm nhận về anh như nào? Thực ra thì cái mẫu người lý tưởng nó không có thể áp dụng được với thực tế được. Con trai mà em thích là giống diễn viên Hứa Vĩ Văn á. Em quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Nếu như ban đầu mình có ấn tượng tốt thì cái tình cảm nó mới phát triển được. Anh nghĩ sao về em? Bạn rất là xinh. Nếu mà bạn cho mình cơ hội tìm hiểu thì mình mới biết được tính cách của nhau. Thì mình không dám nhận xét về tính cách. Em nghĩ nếu như mà chọn cái điều tiên quyết mà để chọn một người chồng sau này á, là không vô tâm. Em đúc kết được như thế này nè. Con trai á, ban đầu có thể là người con trai thích và người con trai thể hiện tình cảm với người con gái. Rồi dần dần người con gái người ta mới thương dần lên. Còn người con trai sau khi đạt được tình cảm người con gái thì tình cảm nó lại cứ nhạt dần lên. Một bên đi lên, một bên đi xuống. Mà người con trai thêm cái bệnh vô tâm nữa. Dần dần rồi tình cảm cũng đổ vỡ. Em đứng lên. Em tên ảnh rung quá em. Bây giờ cổ đã nói nguyện vọng của cổ rồi, em hiểu không? Dạ. Nắm tay cổ. Muốn hứa hẹn gì đó, muốn nói cái gì đó tận lòng mình, bây giờ muốn nghĩ cái gì. Cổ xinh không? Dạ, bạn rất xinh. Rất xinh, dạ. Em có thích không? Dạ, có. Thích thì nói sao cho người ta biết là mình thích. Đây là một cái cơ hội dành cho em để thuyết phục cô gái này. Mình không dám hứa trước tương lai như thế nào. Nhưng mà nếu mà bạn cho mình một cơ hội thì mình sẽ cố gắng để lo được cuộc sống cho hai đứa sau này. Cảm ơn bạn. Rồi, bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau.
Rồi bây giờ quyền quyết định của các bạn. Bấm nút là chúng ta quyết định trao duyên cho nhau. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Hết thời gian. Mời hai bạn. Xin lỗi vì em không bấm nút. Nhưng không phải em chê gì anh hết, nhưng mà em thấy anh cũng không có tình cảm ở em. Và em rất là quan trọng cái ấn tượng ban đầu. Không phải ấn tượng ban đầu của em về anh là không tốt, mà là cảm giác yêu thương của hai người ấy, nó chưa có. Thật sự mà nói, đây là một chàng trai rất là hiền. Hiền đến mức cũng không dám thể hiện tình cảm của mình nữa. Tôi nghĩ rằng khán giả truyền hình cũng đang theo dõi rất nhiều cô gái thích chàng trai. Và rất nhiều chàng trai cũng hợp ý với cô gái. Thông báo với chúng tôi chương trình Bạn Mối Hò để tôi kết nối tiếp tục quý vị nha. Còn bây giờ sẽ là những món quà dành cho hai bạn. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Phần quà dành cho mỗi bạn là phiếu mua hàng thời trang cao cấp từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Để tặng hai bạn một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nám đẹp da Skin Food do công ty Hoàng ZN sản xuất và phân phối, để tặng cho bạn nữ. Chúc hai bạn mỗi người sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Rất tiếc là một chiếc Smart TV Akino 40 inch trị giá 6.990.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Dạ, em tên là Trần Trọng Nghĩa. Trần Trọng Nghĩa, 21 tuổi, ở Đồng Nai. Nhầm, 27. Trời ơi. Em tên là Phan Thị Kiều Trinh, năm nay 25 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em đáp ứng được gần hết. Em thì tính là bao lâu thì kết hôn được? Nếu mà đẩy nhanh tiến độ lên thì 6 tháng cũng được. Thật sự thì cũng hơi buồn khi sự khởi đầu cũng không có được hoàn hảo cho lắm, nhưng không sao. Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai ngày hôm nay, xem họ có hẹn hò với nhau hay không nha. Xin mời. Mời bạn trai. Mời bạn nữ. Bây giờ mình giới thiệu về mình lớn lên nha. Dạ, em tên là Trần Trọng Nghĩa. Trần Trọng Nghĩa, 21 tuổi, ở Đồng Nai. Ấy, hai nhầm, 27. Trời ơi, 27 xuống tới 21 luôn. Là cuối cùng là bao nhiêu tuổi? 27. 27 ạ. Dạ, đang sinh sống ở Đồng Nai và đang làm công nhân cho khu công nghiệp Sông Mây. Cái nhiệm vụ cụ thể em có? Dạ, là đế lót của giày ạ. À, em làm đế lót giày ha. Vâng. Quê ở đâu? Dạ, gốc của em là ngoài Hà Nam, ba mẹ sinh sống ở trong này nên ở trong này luôn. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào chị Cát Tường, chú Quyền Linh cùng toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Phan Thị Kiều Trinh, quê quán ở Hà Nam Ninh, năm nay 25 tuổi, hiện tại đang sống và làm việc ở Biên Hòa, Đồng Nai. Hai người cũng trùng khớp với nhau ha. Hà Nam Ninh bây giờ không có còn nữa em. Bây giờ là Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, chứ không phải là Hà Nam Ninh nữa nha. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì em gái? Dạ, điểm mạnh của em là rất là yêu trẻ con, hòa đồng, vui vẻ, rất là thích ca hát nhưng mà hát không hay cho lắm. Dễ thương quá. Còn khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm của em là mặc cảm, hay bệnh nữa. Hay bệnh nhưng mà mình vẫn đi làm để nuôi bản thân mình và phụ giúp cho gia đình được. Rồi, bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của em là gì nè? Vâng, là ưu điểm của em là vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình. Còn khuyết điểm em chắc là chưa biết nấu ăn. Không sao, từ từ có người nấu ăn cho. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, trước giờ em quen được 2 người, lúc thời đi học và sau khi đi làm. Rồi, sau đi làm là người đó quen lâu không? Dạ, 2 mối tình đều quen được cũng tầm gần 1 năm. Yêu dữ dội chưa? Mới giai đoạn đầu, chuẩn bị bắt đầu ra cao trào thì nó lại có một nơi. Ai làm cho cái cao trào đó mỗi đứa một nơi? Thứ nhất thì do là bạn nữ bảo là cùng tuổi, bảo là trẻ con quá, không quen được. Giờ trưởng thành chưa? Dạ rồi ạ. Giờ còn tính trẻ con không? Dạ hết rồi. Em tuổi gì? Dạ tuổi Mùi. Bên kia tuổi gì? Dạ tuổi Dậu ạ. Mùi với Dậu. Được. Được. Em đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua 2 mối tình. Mối tình sâu đậm nhất là được bao lâu? Chỉ có vài tháng là chia ly rồi nha. Sao vậy, giống bên kia hả? Tại vì anh ấy lớn tuổi, muốn kết hôn sớm. Nhưng mà em là đạo Thiên Chúa thì phải học xong và có cái nghi thức của mình rồi mới được kết hôn. À, vậy thì bây giờ em mong muốn tìm một cái người bạn trai là người như thế nào? Dạ, em muốn người bạn trai là hòa đồng, vui vẻ, đặc biệt là cũng đạo Công giáo. Thì em hỏi bạn trai có đạo không?
Anh ơi, anh có đàn ông anh? Có em ơi, hay quá. Mừng quá, nãy giờ tôi lo, tôi đâu có dám hỏi. Vậy là yên tâm rồi ha? Dạ. Hồi nãy em nói cụ thể công việc em là em làm gì? Dạ, là giáo viên mầm non ạ. À, nhà gái đưa ra yêu cầu cũng rất là đơn giản. Em đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Dạ, em đáp ứng được gần hết. Gần hết luôn. Gần hết. Trời ơi, nó dễ mà có gì đâu cũng hết. Rồi, vậy nhà trai đưa ra yêu cầu của mình đi. Dạ, em yêu cầu đơn giản là mỗi từ 1m50 trở lên. Rồi, chắc chắn không ai giờ dưới 1m50. Cùng yêu cầu với bạn nữ là cũng có đạo luôn. Rồi. Tóc dài, rồi biết nấu ăn là được. Rồi, có ai biết nấu chưa á? Ăn được hay không mới quan trọng. Cái gì em không thích là bạn gái? Không thích bạn gái nữa là vô tâm, vô tư quá. Không biết tới quan tâm gia đình nữa. Anh nghĩ chỉ có đàn ông lâu lâu vô tâm thôi. À, lâu lâu xui gặp người thôi chứ phụ nữ ít ai vô tâm lắm. Bởi vì người ta chắc chắn sẽ quan tâm nhiều thứ ha. Trong đó có gia đình của mình. May mắn là hai bạn đã cùng đạo với nhau rồi. Nếu bây giờ mình vén cái hàng rào này ra mà ưng bụng nhau thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ khoảng chừng 1 năm ạ. 1 năm. Dạ. Kìa quay kia kìa. Chào chị. Rồi bây giờ em thì tính là bao lâu thì kết hôn được? Dạ thì nếu mà đẩy nhanh tiến độ lên thì 6 tháng cũng được. 6 tháng cũng được, chuẩn bị gì cho đám cưới chưa mà sao vậy? Dạ em chuẩn bị từ lâu rồi, lo từ xa rồi chị. Lo từ xa, lấy vợ về mình định lập nghiệp ở đâu? Dạ ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai? Vâng. Rồi ở đâu? Nhà có ba mẹ xây sẵn rồi. Nhà ba mẹ xây sẵn? Vâng. Mình có cái gì riêng mình tự lo không là mình phải nhờ ba dạ, mẹ? Anh em cùng nhau góp vào ạ. À, là mình làm dâu không em? Dạ tùy bạn nữ, ba mẹ thích đẩy ra riêng. Thích thì ra riêng rồi nhà đâu ở? Nhà có nhà sẵn, bên trên có hai nhà. Là nhà bố mẹ, một nhà chỗ dãy nhà trọ. À, có nghĩa là nhà mình có nhà trọ. Vâng. Nếu ở chung với ba mẹ thì ở chung, không thì cho một căn nhà trọ. Vâng, quản lý trên đấy cũng được. Quản lý trên đó luôn. Quản lý luôn. Rồi, thì ngon lắm rồi. Về mình có để dành chắc chiêu tiền? Dạ, có một khoản riêng em để dành. Để dành được nhiêu rồi, nói thiệt nghe coi. Dạ cũng sơ gần 100. 100, vậy được rồi ha. Rồi vậy là quá tốt. Tôi thấy hai bạn này là tôi thấy trời sinh một cặp rồi đó. Hợp lý rồi đó. Khi mà khai ra có 100 phải khai. Khai kỹ vậy tôi mới có số được rồi. Khai 100 tao biết. Nữa về đòi 100 không có mệt. Rồi tôi qua coi đàn gái sao coi. Trời em gái. Trời. Bên đây có 100 nha. Có nhà trọ đó ha. Dạ. Nói chứ anh này dễ thương lắm. Làm dâu được không? Dạ được ạ. Em quan niệm thế nào về làm dâu? Dạ bố mẹ chồng thì cũng giống như là bố mẹ đẻ của mình ạ. Ừ, hay quá. Em không thích gì cái tật xấu của người đàn ông? Dạ không thích hút thuốc. Không hút thuốc em trai? Dạ không. Không có. Dạ rồi không thích lăng nhăng ạ. Có lăng nhăng không? Quen được ai được thời gian người ta bỏ mình với lăng nhăng thì sao được. Có lăng mà không có nhăng. Gì nữa? Dạ hết rồi ạ. Hết rồi. Được, đàn gái được. Cặp này hợp á. Có hôm nay em đi với ai người thân dạ, mình không? Dạ, đi với mẹ, chị gái, cô Út và em gái Út. Wow, nguyên gia đình luôn nha. Dạ, chào cô. Chào chú Quyền Linh, chào cô Cát Tường dạ. Và tất cả mọi người. Cô là mẹ của Trinh. Chào cô ạ. Chào con. Trinh ở nhà thì thỉnh thoảng thì cũng hơi ngang bướng. Nhưng mà được một cái là rất khoan dung, biết giúp đỡ mọi người trong mọi hoàn cảnh. Dạ. Thì con cứ yên tâm đi, tuy là Trinh thì cũng mới biết nấu ăn thôi. Nấu thì biết rồi, nhưng mà quan trọng là con có ăn được hay không. Thì nhân đây cô cũng muốn cho hai con cho nhau một cơ hội. Nếu có duyên thì tới với nhau, mà không có duyên thì hai con mỗi người cũng sẽ có một người bạn mới. Cô xin hết. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Cô đừng có lo, nấu ăn hay không á, không cần ăn, vậy là được rồi. Rồi, nhà trai thì mình có ai đi theo dạ, ủng hộ? Em đi với mẹ, với cô chú em họ và anh. Có mẹ luôn ha. Rồi, có bà xui luôn nha, hai bên. Dạ, chào cô. Chào Kinh Linh và chị Cát Tường. Em là mẹ của Nghĩa. Nghĩa là con đầu lòng, là con lớn. Khi mà các cháu quen ai ấy, thì đấy bố mẹ cũng như nội ngày xưa thôi. Bố mẹ nội ngày xưa thì cho ba má túp lều nó bằng lá. Còn ngày nay thì bố mẹ lo các con được cái túp lều bằng mái tôn. Thì thôi các con cứ cố gắng làm. Còn đấy thì đến hôm nay thì cô thấy con trả lời vậy thì cô giáo thì con cũng được rồi. Yeah. Thì cô cũng giúp cho hai cháu. Đấy thì biết địa chỉ rồi là biết tin chức nhau thì Nghĩa từ trước tới giờ ấy là không cà phê, không trà, không bia, không rượu gì hết. Thậm chí mà bạn công ty tới rủ đi nhậu ấy thì bạn còn trêu cô ơi cô cho cháu gặp cô Nghĩa với. Thế cô biết rồi mà sao vậy, sao cháu lại gọi con cô và cô Nghĩa vậy? Là cô ơi, là ý cháu rủ Nghĩa đi là chỉ có uống nước ngọt thôi, còn Nghĩa không uống cà phê, không uống rượu gì hết. Thì đấy, Nghĩa là từ trước là như vậy đấy. Chào. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô.
Mẹ em vừa mới tiết lộ một thông tin bí mật mà giờ nó biết là cô Nghĩa. Cô Nghĩa? Ai gọi em cô Nghĩa? Em đứng lên coi coi. Tôi xác định lại coi coi tôi mới mai mối được nha. Cô Nghĩa hả? Tướng thì khỏe đâu, không biết khỏe hơn. Hùng gái không? Có anh. Có hùng gái chưa? Chưa. Chưa hả? Nắm tay nắm chanh thôi. Nắm có cảm giác gì không? Đã. Đã hả? Thấy người ta hùng khoái không? Có. Được, ngồi xuống đây đi. Rồi, bây giờ kéo hàng rào ra nha. Rồi, mở rào. Cho cô Nghĩa gặp mặt bạn gái. Trời ơi, con ta đố con gì kêu bằng cô Nghĩa. Ừ. Rồi, hai bạn gặp nhau đi nha. Có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng không có một món quà tặng anh ạ. Tròn tròn giống nhau quá ha, hai bạn giống hai con đó ghê luôn á. Đứng lên, hai mặt giống nhau quá ta. Trời, sao giống hai đứa vậy? Anh thấy hai hình như là đặt luôn rồi đó. Em đặt dẻ luôn hả? Giống nhau lắm á. Có gương mặt phu thê rồi nha. Sáp vô, bắt đầu. Giờ làm của em thế nào vậy? Dạ, giờ làm của em từ sáng, từ 6 rưỡi cho đến 4 rưỡi chiều. Buổi tối thì em đi lễ về rồi em ở nhà. Chứ em không có đi đâu chơi hết á. Nếu ta hẹn hò với nhau thì em thích những nơi nào? Đi đâu cũng được, cái chỗ mà hơi lãng mạn một chút xíu. Nếu tiến tới với nhau được, em dự định muốn mấy người? Dạ, càng đông càng tốt á. Tùy theo khả năng của mình ạ. Rồi. Anh thấy em thế nào ạ? Duyên dáng, xinh xắn. Dạ, em cảm ơn anh. Thế khi thông nhìn anh, em có thấy đúng mọi người em tìm không? Dạ, cũng có. Hẹn hò thì ví dụ mà đi thì thường là em về nhà lúc mấy giờ? Cái đó anh hỏi mẹ. Cô, em đi kia cà phê về lúc mấy giờ thì được hả cô? À, theo như ý cô thì đi sớm, về sớm. Khoảng cỡ 7 giờ đi và 9 giờ về là tốt rồi. Dạ, dạ vâng, cảm ơn cô. Vậy thôi xin cô đi sớm hơn tiếng, 6 giờ tới 9 giờ. Cho xin thêm tiếng được không cô? Bù giờ cái mà đợi, chờ đợi. Nếu mà trời mà không mưa con thì một tháng đi một lần thì ok. Vâng, vâng, cảm ơn cô. Hát bài tặng bạn gái được không? Dạ được. Rồi hát đi. Em xin hát bài Giá có thể ôm ai và khóc. Là vì tôi cô đơn. Ê, nhầm bài. Nhầm bài của anh. Khi người lớn cô đơn. Bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên. Không phải cô Nghĩa đâu nha. Hẹn hò với những cô đơn riêng tôi, một mình lang thang. Hẹn hò với những mênh man trong tôi, tình yêu vỡ nát. Cần tin nhắn mỗi ngày, cần tin nhắn hỏi han. Ô tôi yên bình thêm chút. Giá như có người ôm tôi, có người gọi tôi. Trời ơi, cái gì mà cứ chị Nghĩa cứ vậy hoài vậy chị Nghĩa? Thể hiện bằng lấy đàn ông nào? Chừng nào em cưới nè, em nói luôn đi. Mạnh mẽ lên. Thì bạn nữ quyết định đi chứ em thì sao không được. Thôi em phải cầu hôn người ta, em nói phải quyết định chứ. Quyết định luôn chứ, mạnh mẽ là nào. Thí dụ giờ, nãy giờ trái tim em có rung động chưa? Dạ có. Có rồi, em thấy bạn gái xinh không? Dạ vâng. Hợp với em không? Dạ có. Bây giờ chừng nào cưới? Thì nhanh nhất thì khoảng 6 tháng ạ. 6 tháng? Vâng. Rồi 6 tháng, quyết định luôn nha. Dạ. Bạn gái đồng ý không? Dạ, đồng ý. Trời ơi, trời dễ thương quá. Thấy không, gọn lẹ vậy đi. Đồng ý ngon lành quá. 6 tháng cưới, bạn gái đồng ý không? Dạ, em đồng ý. Còn gì nữa? Đếm 1, 2, 3. Rồi. Bấm nút gọi là hình thức thôi. Bởi vì hai bạn nó quá rõ ràng rồi. Bạn trai nói là 6 tháng cưới. Bạn gái nói dạ, đồng ý. Bấm cái gì nữa mà bấm? Đồng ý thì nắm tay nhau nắm đi. Nắm tay nhau đi. Xin mẹ đi. Xin mẹ nói gì đi. Hôm nay hôn em. Trời biết hôn luôn. Nói dạ thưa mẹ. Chưa. Mẹ cho chưa? Cô cho con phép hôn em gái. Cái vụ kia kia đâu. Cái vụ nãy em nói 6 tháng gì đó. Cho con làm quen gì đó. Trong vòng 6 tháng em quen nếu được thì tiến tới hôn nhân luôn ạ. Rồi ok con hôn. Rồi đó xin tiếp, xin tiếp. Con phép được hôn em. Cho luôn.
Đây là chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các em. Đây là quà tặng một cặp gối cao su thiên nhiên Đồng Phú thuộc tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam và một phiếu giảm giá 25% tất cả chi nhánh trên toàn quốc nếu như các bạn đồng ý kết hôn với nhau. Rồi, dạ bây giờ mời cô mẹ của nhà trai có muốn có ý kiến. Dạ mời cô. Em cũng thay mặt gia đình em cảm ơn chương trình và em cũng muốn xong thì muốn ra hai gia đình hai bên kỷ niệm chụp hình. Dạ được, bây giờ không ấy hai bà xui bước ra ôm nhau trước đi ạ. Rồi ôm nhau rồi chụp hình. Lên đây chụp tấm hình luôn nè, chắc cưới rồi đó. Lên đây, lên đây cô, lên đây luôn đi, vòng lên đây nè. Rồi chụp hình, chụp hình. Hình cưới, chụp hình cưới bắt đầu, cười. Rồi nhớ nha, đám cưới gửi thư mời nha. Cặp này lấy nhau chắc rồi. Ở đây tiếp tục còn những phần quà dành cho hai bạn nữa nha. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp BTX trên toàn quốc. Và đây là một bộ sản phẩm cốm trẻ hóa trị nấm đẹp da Skin Food do công ty Hoàng Jack Anh sản xuất và phân phối gửi tặng hai bạn. Và đây, cái này chắc chắn hai bạn sẽ nhận được. Một chiếc TV Smart TV 40 inch trị giá 6.990.000 đồng từ thương hiệu Akino, tinh hoa công nghệ, thăng hoa cảm xúc. Chiếc TV này sẽ nằm trong ngôi nhà của hai bạn khi hai bạn kết hôn. Một món quà nữa là hai gương mặt giống nhau, đó là hình của hai bạn khỏi chụp, xin gửi tặng các bạn. Bỏ vô tóc dài mới khoái đúng không? Dạ, anh này tôi chịu rồi đó, vui á. Ô chào bạn gái, tóc dài có dài. Ừ, dài tới đâu anh? Dạ, em tên là Nguyễn Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, quê ở Vĩnh Long. Em đang làm nghiên cứu viên của phòng thí nghiệm trường đại học ở Thủ Đức. Em đang sống ở quận 5 ạ. Sống quận 5? Dạ. Đầy đủ rồi ha, mời bạn trai. Dạ, kính chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ, em tự giới thiệu em tên là Nguyễn Hữu Tài. Năm nay em 34 tuổi, công việc của em là thanh tra viên của thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, em sinh sống và lớn lên ở thành phố luôn. Thì anh cũng làm ở quận 5 nè em. Vậy là hợp lý quá rồi đúng không? Dạ. Em làm mấy giờ đó? Ủa em quận 5 em đường nào? Dạ em ở Nguyễn Trãi anh. Ủa vậy hả? Vậy gần quá rồi. Anh đã làm không? Dạ. Có chừng quen nhau mà không biết á. Dạ chắc vậy. Mà có. Rồi bây giờ mình giới thiệu một chút xíu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ là điểm mạnh của em là em có thể nấu ăn được, làm bánh được. Làm bánh gì ngon em? Em làm được một số bánh anh, là có thể là bánh dân gian hoặc là bánh bây giờ cũng có nữa. Thôi em đừng mời bánh anh Quyền Linh nha. Dạ. Mời anh nha. Anh cũng mập lắm rồi đó. Rồi còn nhược điểm của mình là gì? Dạ nhược điểm của em là em hơi nóng tính một xíu và em hay quên. Nhưng mà quên thì vẫn có thù dai. Ai mà hỏi lại em những cái chuyện mà nó gây cho em trong quá khứ thì em vẫn nhớ rất là rõ và kể lại cho bạn nghe. Nói chung là mượn tiền người ta thì mau quên, nhưng mà thù thì nhớ mãi. Đúng rồi. Bên kia bạn trai thì sao? Ưu điểm nhược điểm của em là gì? Em rất là hoạt bát. Như là ở trong cơ quan em thì những phong trào nào thì em là đều tiên phong, gọi là xung phong đi đầu hết á. Bạn em nói chỗ nào có mày là chỗ đó có tiếng cười. Khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm em thì em nói thiệt anh là em rất là thẳng tính. Những người nào mà mới biết mình á thì là người ta thấy cảm thấy khó chịu, nhưng mà sau khi mà quen lâu á thì người ta sẽ người ta hiểu tính mình là mình chỉ nói vậy thôi chứ mình không có ý gì khác hết. Em trải qua mấy mối tình rồi? Dạ cũng được vài mối tình. Vài mối tình. Mối tình dài nhất là bao nhiêu? Dạ mà mối tình dài nhất là cũng 4-5 năm. 4-5 năm là dài lắm, lý do sao chia tay em? Dạ tại vì nó mối tình đầu á chị. Hồi đó là em đi học thời phổ thông mà. Sau một thời gian cũng thích này nọ, sinh viên lên là tự nhiên mình cảm nhận là cái tình này không phải anh như là tình yêu nữa, chỉ tình mối tình học trò thôi. Sau này thì em với bạn đó thì cũng trở lại bạn bè bình thường. Sau bạn này có mối tình chưa? Có con luôn rồi. Ồ vậy hả? Bạn gái mình có mấy mối tình rồi em? Dạ là em có hai mối tình, nhưng mà có một mối tình đầu tiên là thời phổ thông thì nó là trên mức tình bạn một xíu thôi, nhưng mà sau đó thì em phát hiện là bạn đó hơi lăng nhăng một xíu nên là chia tay. Dạ. Còn mối tình thứ hai là năm tư đại học là khoảng 6 tháng, sau đó là gia đình bạn trai là không có thấy hợp tuổi nên là chia tay. Mới quen được có 6 tháng chia tay? Dạ hồi đó giờ em cũng chưa có nụ hôn đầu nữa. Chưa có nụ hôn đầu? Dạ. Hai mối tình chưa có nụ hôn. Bên em có hôn chưa? Trời ơi ông này ông cười ghê quá,
tôi phải coi cái độ cồn của ông này. Ta nó không có thì bên đây có không? Dạ rõ anh chứ sao nghĩ sao chưa không chảy. Hùng khá khá chưa? Là hùng một người nhiều hay là nhiều người? Nhiều người. Trời ơi không được. Nghe hùng khoái lắm. Tự hiểu anh nói chứ em sẽ giáo nó được. Trời ơi nhưng mà quá. Bấm nút là tôi bắt hùng 15 phút liên tục nha. Trời chắc. Bây giờ chị hỏi bạn gái nè. Dạ em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Không hô, không mớm mà cũng không hói luôn. Được. Có điều gì em ghét nhất ở người bạn trai? Dạ là tính hay ghen. Chà cái này phải hỏi à. Em có hay ghen không? Dạ lúc trước cũng có ghen lắm nhưng mà sau nhiều mình thấy á thì mình cũng bớt từ từ chị. Ghen cái nào đúng thôi. Dạ đúng rồi chị. Không chứ ghen dạ. Bậy ghen bạ dạ, dạ. Phụ nữ ta cũng mệt mỏi lắm. Dạ đúng rồi. Ha. Vậy là bên đây chuẩn đó nha. Dạ. Đẹp trai nha. Rất có duyên, tính tình vui vẻ phóng khoáng, nụ cười sảng khoái hồn nhiên. Dạ. Bây giờ chị hỏi em nè, nếu được thì chừng nào em tiến tới hôn nhân? Nói chung chị em cũng lớn rồi, thí dụ mà được thì có thể là cuối năm. Hoặc là đầu năm cũng được. Có làm dâu với ba mẹ không hay sao? Dạ thì điều em thì chắc phải làm dâu em ơi à. Tại vì nhà anh giờ còn mình anh nè. Tốt thôi, chuyện nó bình thường. Với lại tại vì có đứa em nữa à. Mà đứa em nó tranh thủ nó chạy trước rồi. À em dạ. Trai dạ, em trai. Cưới vợ xong rồi tranh thủ chạy rồi. Rồi rồi. Còn mình em ở lại với ba mẹ thôi. Ôm xôn vui. Ôm xôn mấy mốt lại ôm cực nhà luôn. Vợ giữ cười được. Được em, làm dâu có ok không? Dạ, tốt. Nói với em làm dâu bình thường chị. Đúng rồi, chuẩn. Được, được em. Rồi, nhà gái đồng ý rồi đó, nhà đồng trai muốn tính gì tính đi. Rồi, bây giờ anh sẽ qua coi mắt đàn gái bên kia thế nào. Dạ, anh coi giùm em đi. Coi giùm em, nhưng mà em mong muốn hình mẫu lý tưởng của em về đàn gái thế nào. Em á, là em là dân thể thao, em thích thể thao lắm. Thì em cũng nghĩ là bạn đó cũng dễ mạnh khảnh, khỏe, khoắn. Mạnh khảnh, sao khỏe cũng được? Không, ốm nhưng mà khỏe. Ốm nhưng khỏe. Ờ, dạ. 45 tới 50kg á. À, vậy thôi hả? Đơn giản dạ, thôi hả? Đơn giản. Dạ, tóc dài. Tóc dài? Dạ. Tóc ngắn được không? Tóc ngắn hả? Tóc ngắn cũng được. Có xăm... Nhưng mà thích tóc dài hả? Có hình xăm được không? Hình xăm chỗ nào? Thì ta xăm chỗ nào kệ người ta. Trời. Được xăm không? Xăm cũng được. Ừ, dạ. Chị thoải mái rồi. Tóc dài mới khoái đúng không? Dạ. Anh này tôi chịu rồi đó. Vui á. Ô, chào bạn gái. Tóc dài, có dài. Dài tới đâu anh? Dài tóc dài dạ. Hơn em chút. Dạ. Ừ nhưng mà cá tính. Cá tính hả? Tóc vậy mới cá tính. Dạ. Ha. À. Dài quá mất công vô tốn dầu gọi. Trời em gái. Dạ. À, dễ thương. Hiền thục ha. Dạ. À, bây giờ em cảm nhận gì anh bên đây thế nào? Dạ em cảm nhận là anh bên đó cũng vui tính. Anh vui lắm. Dạ. Quá vui luôn. Nhưng mà sao anh không hiểu tại sao tới giờ này mà em chưa hôn anh không hiểu luôn á. Dạ lúc ban đầu á thì học cấp 3 thì lúc đó thì lo học nhiều hơn. Ừ. Không có thời gian đi chơi hay đi này nọ. Còn lúc lên đại học á thì đa số là ai cũng nghĩ là em có người yêu hết. Giờ anh hỏi thiệt nha. Em thích trai hay gái? Dạ thích trai chứ. Thiệt không? Dạ thiệt. Giờ cũng khó hiểu lắm nha. Em thích trai hay gái? Dạ em thích gái. Dạ em thích gái. Phải không? Thiệt. Anh kiểm tra lại hai bên chứ giờ cũng nghi ngờ lắm. Giới tính đôi khi nó hài hòa lắm. Hài hòa. Được rồi, em thấy ổn đó. Bây giờ mình hỏi thêm ý kiến người thân đi nè. Hôm nay bạn gái đi với ai? Dạ em đi với bạn em, bạn cấp 3. Dạ em xin chào anh Quyền Linh, xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn Nam và các bạn khán giả. Em tên Thanh, em là bạn cấp 3 với Thảo. Thảo có ưu điểm là rất là khéo tay, biết làm nhiều đồ handmade lắm. Điểm yếu của bạn Thảo là nhiều khi điên quá. Cũng nói hơi nhiều. À, em thì em thấy bạn Nam bên đây cũng khá là đẹp trai. Nhìn cũng có vẻ tươm tất. Thì hỏi thêm bạn Nam là anh đi làm như vậy là có đi nhậu nhiều không anh ha? Không, anh thì có nhiều kèo lắm. Nhưng mà quan trọng kèo nào mình thích nữa nhà thì mình mới nhậu rồi em ơi. Lỡ đi nhậu mà bạn gái không cho thì có đi không anh? Ví dụ mà bạn thân anh mà, ví dụ mà thì lâu lâu nó ở quê nó vô lên đây nó công tác hay là đi công việc gì đó thì anh ra phải nhậu một xíu, chẳng lẽ cản thì cũng kỳ đúng không em? Thì em thấy hai bạn cũng khá là hợp nhau. Thì hy vọng là sau chương trình thì hai bạn cũng có cơ hội để tìm hiểu nhiều hơn. Rồi, cảm ơn em. Bạn trai đi với ai? Dạ em đi với lại người thân em với lại đồng nghiệp. Dạ xin chào chương trình, chào Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. Và chào bạn gái bên đây. Thì cô là cô ruột của Tài. Trước mắt thì cô thấy là cái tánh con là điềm đạm, là hơn Tài vậy đó. Là một, để kìm cái tánh của Tài. Đôi khi Tài vui vẻ lắm và phóng khoáng, nhưng mà có điều là nhiều khi
cười nó hơi lớn tiếng quá đó, thành ra là mình bên đây là điên điên thì bên kia cũng hơi hơi vậy đó, thành ra là có thể là mình điều chỉnh lại. Hai con á, mặc dù là từ 6 tháng đến 1 năm nhưng mà mình cũng phải nuôi dưỡng tình yêu đủ lớn để mà khi mình về nhà mình làm dâu á thì mình là một cái người con dâu thảo trong gia đình. Và cô mong là hai con hôm nay sẽ cho nhau một cái cơ hội để mà có thời gian tìm hiểu. Và rất mong là hai con sẽ thành công trong cái việc hẹn hò này. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn cô. Anh nghĩ là không cần thay đổi đâu, tính tài dễ thương mà, cứ giữ thế này thôi. Cười lớn coi. Rồi. Thôi, kéo lần nào ra. Mời hai bạn. Thôi. Em, anh có món quà tặng em. Dạ cảm ơn. Ở chết còn đây nữa. À, tặng em. Cái gì đó mở ra em. Mở ra coi. Dạ em cũng có món quà tặng. Ồ, cảm ơn em. Dạ. Cái gì nhỏ nhỏ đó. Dạ. Mấy cái gì nhỏ nhỏ mở ra đi. Dạ. Thì em mở quà. Dạ. Đây là một cái kẹp tóc ạ. Kẹp. Ủa, cái đó cái kẹp tóc á hả? Dạ, cái kẹp. Và giờ là một cái đồ cột kẹp lớn. Hả? Quá kẹp. Đâu. Cái này cái kẹp mà, nó phải cái cột. Cột phải kẹp. Vừa kẹp với cột. Thì kẹp. Thì bây giờ mình kẹp lớn. Kẹp. Em cũng chẳng biết kẹp sao. Kẹp đây nè, cái bính đây bên ngoài nè, đây nè, kẹp đó. Vừa kẹp lại đi. Đó. Trời ơi, dễ thương mà thấy không? Ờ, chào em Thảo. Dạ chào. Hôm nãy em giới thiệu em sinh năm em nhiêu tuổi ta? Dạ là em 26 tuổi. 26 tuổi hả? Dạ. Ồ, em sinh năm 92. Dạ. Ờ, vậy hợp với anh à? Dạ. Nghe nói em chưa có đồng hôn đầu đời luôn hả? Dạ. Dạ. Em nằm mơ cũng thấy người ta hôn em chưa? Dạ chưa. Vậy hả? Dạ. Vậy em là vậy là em nghĩ cái nụ hôn đầu đời nó như thế nào? Em có suy nghĩ đến, tưởng tượng đến không? Dạ không. Thì nói cho người ta biết đi, nụ hôn nó làm sao? Em đâu biết đâu. Trời sao không biết. Em rồi thì em mới mà kể cho người ta cái kinh nghiệm đi, nói tả thử cảm giác của em làm sao. Mỗi người mỗi cảm giác anh ơi. Vô kế hoạch hẹn hò đi chơi sao? Thì kế hoạch hẹn hò thì sau thì chương trình này thì có gì mình hẹn chắc có hai vé xem phim rồi mình đi xem đâu phim có. Chứ. Trời ủa? Ơi. Đâu ủa? Ra? Ủa vậy hả? Nhớ có hả? Hết rồi. Hết. Ừ. Anh thì anh nói chung thì cũng có lãng mạn. Nhưng mà có lãng mạn đến mức mà là sến không anh? Không, anh không dạ. Sến đâu em ơi. Dạ là tại vì em không có thích bạn nam mà sến quá. Ờ. Dạ. Ờ anh mình anh chân thành tế, là được. Anh thực tế dạ. Chân thành lắm chứ không có sến em ơi. Dạ. Anh cũng trải qua nhiều mối tình rồi thì nói chung là cái tim thì nó không còn như là hồi lúc xưa nữa mà trời ơi hồi hộp á. Hy vọng là mình cũng gặp ở đây có duyên thì anh cũng mong là được tìm hiểu em kỹ hơn. Rồi, hết thời gian. Suy nghĩ thật kỹ, nếu trái tim ta có rung động thì ta mới bấm. Nếu cảm thấy đối phương không phải là người mà ta đang tìm kiếm, không bấm, để cái nút bấm đó cho những người khác. Và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời bạn. Chúc mừng em. Rồi, như vậy là hai bạn đã đồng ý bấm nút. Hãy nắm tay nhau. Ôi. Ủa. Có bao giờ có bạn trai nào nắm tay bạn chặt đến nhất vậy như vậy chưa? Dạ cũng. Cảm giác bây giờ mình như thế nào? Dạ thấy cũng rung. Cũng rung. Dạ. Hôn còn rung nữa. Muốn minh chứng rằng cái sự bấm nút đó gì không trời được. Ơi, người ta nụ hôn đầu đời. Đầu đó. Tiên em phải làm ấn tượng. Thôi. Hả? Nào chuẩn bị. Hôn. 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 Không rồi. Trời ơi, ông này chán ông ghê luôn. Sao gái? Cảm giác sao? Nó có rung hơn nữa không? Dạ, thấy cũng bình thường. Thấy chưa? Dạ. Thấy bình thường. Thấy bình thường. Chưa có chứng minh được bản lĩnh đàn ông. Mình làm lợ. Từ từ nha, để yên nguyên. Thấy sao? Thấy bình thường. Gì? Dạ. À, anh hỏi bạn nó đó. Không, anh hỏi em trước nè. Dạ. Em hôn thấy sao? Thấy rung rung. À, nó phải cảm giác của bạn gái. Dạ rung. Dạ rung phải đúng không? À, nói vậy thôi, chúng tôi muốn các bạn á hôn trước mặt mọi người để chứng minh rằng cái bấm nút của mình là bấm nút từ trái tim, chứ không phải bấm để chơi cho vui. Có vé xem phim. Nãy cứ lo. Cứ lo tới chơi mà lo hai vé xem phim không à. Đây vé.
Vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chính Thắng gửi tặng các bạn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX gửi tặng hai bạn. Và đây là nước xịt thơm miệng thảo dược Relax gửi tặng hai bạn. Đây là máy nước nóng hiệu Senton gửi tặng hai bạn. Máy nước nóng thương hiệu Atlantic gửi tặng hai bạn. Tổng trị giá phần quà là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Chúc mừng hai bạn nhé. Hy vọng là hai bạn sẽ tìm hiểu nhau thật kỹ và sớm báo tin vui cho chúng tôi. Rồi, chúc các bạn hạnh phúc. Đấy rồi, phụ bạn gái đi. Nè nè, còn cái quà nữa nè. Từ từ, chào bạn gái. Tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Nhây nhây cái mấy chị nói em hơi có vấn đề. Làm việc mình stress quá hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy? Cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống bụng tàu ngắm mình minh xong rồi sáng chạy về thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Mời bạn nữ. Thôi mời em. Dạ. Rồi mình giới thiệu về mình đi em. Dạ, em kính thưa chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Dạ, em tên là Trần Thị Mỹ Tho, năm nay em 24 tuổi. Em đang làm việc ở bệnh viện quốc tế Bacamet chị. Em làm gì trong bệnh viện? Dạ, thư ký y khoa. Nhà quê em ở Bến Tre chị. Rồi, mời bạn trai giới thiệu. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào khán giả trên trường quay. Và chào luôn bạn nữ bên kia. Dạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quách Trung Thu. Cái gì? Quách Trung Thu là bánh trung thu anh. Quách à, bánh trung thu hả? Vâng. Tên là tới tháng 8 là nhớ rồi hả? Nhưng mà em không thích ăn bánh anh. À. Thì năm nay em 28 tuổi. Em sinh quê thì ở Quảng Ngãi, sống ở Đắk Lắk và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì em đang ở dưới Bình Dương. Sống ở Bình Dương mà làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh hả? Dạ, ngày có đi có 30 cây sáng đi chiều về á chị. Em làm công việc gì? Dạ, em là bên kỹ sư điện bên mảng vận hành bảo trì á. Rồi, bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh, điểm yếu của mình cho đối phương nghe đi. Mời Mỹ Tho. Dạ, điểm mạnh của em á là tính tình của em rất là ngay thẳng với lại là không mạnh mẽ giống như kiểu con trai gì đó. Em thích trò chơi mà mạnh mẽ. Ví dụ em chơi gì? Chơi trong điện thoại hay là gì đó, toàn là đua xe hoặc là tốc độ giống vậy nhé. Em chơi với cô không em? Dạ không, nhưng mà em chơi nhìn con trai chơi mấy trò đó, nhìn nó mạnh mẽ vậy. À. Dạ, còn điểm yếu của em là em dễ khóc, em muốn khóc à. Chứ là em mau quên đó chị. Sao mạnh mẽ lại muốn khóc là sao? Giống như tính tình em nó giống như còn không biết sao nữa. Đôi lúc mà buồn cái tự nhiên cái nằm nó suy nghĩ em khóc luôn. Rồi mỗi lần khóc vậy ai dỗ? Tự em nín. Vui ha, tự khóc. Dạ. Tự nín. Dạ. Ồ, rồi bạn bè xung quanh nhận xét mình như thế nào? Nói chung là em hơi nhây nhây cái mấy chị nói em hơi có vấn đề. Mẹ biết có không? Nói chung là mình hơi điên. Dạ. Điên xíu đúng dạ, không? Dạ đúng rồi chị. Thất thường. Anh Trung Thu, anh ưu điểm khuyết điểm gì? Do em là dân bên kỹ thuật á, thì là mọi công việc thì em cũng sẽ lo được. Như là trong nhà hư vật dụng thì em cũng sửa được, nhưng mà sửa xong thì đi mua cái mới thôi. Hả? Không có gì hết. Thì em biết nấu ăn, cũng vui vẻ, hòa đồng, cũng hơi nóng tính, nhưng mà cái nóng của em là không phải nóng bộc phát mà cái dạng âm ỉ rồi một hồi nó bùng cháy lên. Sau khi mà giai đoạn bùng phát thì khoảng một phút sau thì nó bắt đầu nguội lại rồi. Thì cứ tính thêm là lâu lâu em cũng hơi bị điên nữa. Trời ơi, bên dạ, đây cũng giống điên. Như là không, lâu lâu á chị Cát Tường thì làm việc mình stress quá hay là giữa đêm mà thấy buồn chán vậy á, cứ vác ba lô lên rồi chạy xuống bụng tàu ngắm mình xong rồi sáng chạy về thôi. Nửa đêm xách ba lô đi. Dạ bình thường vậy, em đi làm mấy vụ đó chị. Cũng dạ. Lúc nắng lúc mười đó hả? Dạ. Rồi còn mấy cái vụ điên nữa, như là em nhớ là đợt 30 tháng 4 năm vừa rồi, năm 2017 á, thì đợt đó em được nghỉ khoảng một tuần. Thì sáng 28 á thì em tính về Đắk Lắk, nhưng mà em đi xe máy về. À. Qua cổng xanh Bình Dương là cũng cách nơi em ở cũng khoảng 150 cây rồi. Ừ. Đó là khoảng 4-5 giờ sáng thì em thấy buồn ngủ quá. Thì thay vì là phải chạy tới khoảng 50 cây nữa thì sẽ có nhà xuống Đồng Xoài có nhà nghỉ, thì em vô nghỉ. Em không chịu, nhất quyết là quay đầu xe về. Chạy một mạch về phòng rồi ngủ tới chiều luôn. Thì 150 cây trở về. Dạ đúng rồi. Rồi còn sau ngày đó là sang ngày hôm sau thì mắc kèo về Đắk Lắk rồi, thì em sẽ kèo xuống Cần Thơ của nhà bà chị em ở dưới đó. Thì 9 giờ sáng em dậy thì em cũng vác cái ba lô cũ lên, thì ra bến xe Bình Dương bắt xe buýt tới bến xe miền Tây.
Thì tới bến xe là khoảng 12 giờ thì em vô em hỏi vé về Cần Thơ á, thì lúc đó ngày lễ mà anh thì hết vé rồi. Về nó ngủ bảo, tiếp. Dạ thì nó bảo tới khoảng chờ tới 5 giờ hoặc là 6 giờ á chị. Rồi em nghĩ một hồi thôi khỏi luôn, chờ nó xách ba lô bắt xe buýt về, ngược lại là 3 giờ chiều tới nhân phòng. Về ngủ tiếp. Dạ đúng rồi chị. Rồi khỏe ra. Em anh hỏi thiệt em nha. Dạ. Trong cái lúc mà gọi làm việc về điện đóm á, em có bị giật nhiều lần chưa? Cái thôi khỏi ra anh, cái đó là giật một lần là xong á, anh có chuyện nữa. Mà sao em đi du lịch gì mà em lên kế hoạch mà em không có thực hiện được? Đó là mình còn cái dự án gì nữa không mà thực hiện cho được không? Gì nữa chừng gãy gánh không vậy? Dạ thì hiện giờ có dự án lớn nhất mà em ấp ủ từ năm 20 tuổi là em dự định là trước 30 hoặc là trước khi lấy vợ. Em sẽ dự định một chuyến đi xuyên Việt bằng xe máy rồi về em lấy vợ. Xuyên Việt bằng xe máy? Dạ. Ráng đi lẹ lẹ chứ đừng nửa đường về ngủ nữa nha. Dạ, lẹ lẹ còn bây giờ chứ. Đi về ngủ không sao? Tới chừng cưới vợ chuẩn bị đám cưới nó thôi đừng cưới nữa. Lúc đó mới mệt á. Ủa bây giờ mình đi xuyên Việt mình đi một mình hả? Dạ thì dự định của em trước giờ là em sẽ đi một mình, nhưng mà bây giờ em cũng thay đổi ý định rồi, là em cũng muốn tìm một bạn đi cùng cho nó đỡ buồn cho cái chặng đường dài đó. Đi thôi, hai thôi, mình. Thôi 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 thôi. Ông rủ người ta đi tới giữa chừng thôi xuống đi, thôi tôi không đi nữa. Bây giờ em nói hai ba vấn đề là anh thấy nó cũng hơi mệt rồi đó nha. Thấy có vấn đề rồi đó. Vấn đề chỗ là bây giờ mình phải quyết tâm cái gì phải làm tới nơi tới chốn. Bây giờ chúng ta nói chút xíu về tình trường đi. Yêu mấy mối tình rồi? Cũng trải qua được hai mối. Mối gần nhất thì cũng chia tay được 2 năm rồi. Mỹ Tho, em có trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình chị. Em muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Không hói, không ốm quá. Anh hơi mập á em. Có hói không? Dạ không chị, cái đó khói em đảm bảo là không hói rồi. Tóc đầu xoa, tóc mà xoăn á em là không thích. Không đúng rồi, anh tóc thẳng. Gì tùm lum khó vậy, không hói mà không xoăn nữa hả? Dạ. Ủa gì nữa? Chị cao hơn em. Em mét nhiêu em? Dạ em 1m52-53 rồi, với rồi anh cao hơn em rồi đó. Rồi dạ. Gì nữa không? Rồi với lại tính tình dễ thương thì không có hung dữ, nóng tính. Ghen tuông quá, gò bó quá em lại không thích. Dạ. Không cái đó thì em an tâm đi, tại vì quan niệm tình yêu của anh á là yêu thì mình cũng không phải yêu là mình chiếm hữu của đối phương. Dạ. Thì trong yêu thì mình vẫn có không gian riêng tư cho hai người. Dạ. Nhưng thì anh không có hạn chế, nhưng mà mình có hạn chế bớt cái giao lưu đi. Em đi uống cà phê với bạn trai hay đi mấy đồng nghiệp bạn trai thì ok anh cũng không có quan tâm. Dạ. Nhưng mà em đi em cũng phải nói trước là hôm nay em đi với người này thì mấy giờ em về hay sao á. Thì nói chung là để anh biết và anh đỡ lo thôi, chứ còn cứ đi em ru thì em đảm bảo là ai cũng gan thôi em. Dạ. Được không? Thỏa thuận gì được không? Dạ được chị. Được hả? Dạ. Em có cái mẫu người lý tưởng em như thế nào không? Dạ có, em thích giống như anh Hồ Trung Dũng gì đó. Ở đây Hồ Trung Thu. Không có Trung Dũng là cũng Trung Thu, chúng dạ. Được cái Trung rồi. Dạ. Rồi vậy bên Trung Thu mẫu người lý tưởng của em sao? Cũng cao từ 1.5m trở lên thì bạn được ok rồi chị. Em không được, 1.5m anh ơi. À, thì 1.5m, em 1.52m mà. Dạ chưa được 1.5m mà. Anh thì 1.5m nè. Làn da thì cũng hơi trắng một chút. Em rất là thích vuốt tóc của con gái nên em thích bạn nữ tóc dài. Nãy anh có thích con gái nhuộm tóc không anh? Em nhuộm màu hạt dẻ thì được, màu vàng, chứ còn nhuộm xanh đỏ tím vàng thì cái đó là anh nhìn cũng hơi chướng mắt. Nãy em lỡ nhuộm đỏ rồi sao anh? Cái đó hơi kỳ, chắc phải nhuộm lại em ơi. Vậy hả? Giờ em không thích nhuộm lại đó. Cái này thì về để anh suy nghĩ lại chứ. Rồi thôi, mà đàn ông hiện đại chút xíu đi nha. Dạ. Chiêu phụ nữ đi. À, trời ơi đỏ dữ vậy. Rồi sao được gì sao? Rồi xong luôn. Thấy sao? Lát nữa tính như biết sao giờ anh. Sao giờ? Nói chung có đâu, dễ thương lắm. Chào em gái. Dạ chào anh. Em không thích cái tật gì của người đàn ông? Hút thuốc. Tuyệt đối không em. Rồi dạ. Xong, vậy á. Với lại không nghe lời em, giống như kiểu nói rồi phải nghe xíu, đừng có mà cãi lời đó. Em không thích. Cái này là tùy vấn đề anh. Nói những vấn đề đúng thì em vẫn nghe thôi. Tại vì mình phải hòa đồng ý kiến của hai người chứ không phải một bên. Đó, được không? Dạ, dạ. Rồi, còn gì nữa? Nhậu mà đi về khuya hay gì đó mà quan tâm bạn bè quá mà không quan tâm tới em á. Bỏ rơi em á, lại không thích. Không, cái này thì không có đâu em. Tại vì dạ. Tiểu lượng của anh thì nó cũng không có nhiều. Thì nếu mà có hứng thì anh làm một thùng bình thường. Hả? Dạ, còn không hứng thì có hai ba lon thôi chị. Nhưng mà chia buồn với chị là trước giờ thì em không bao giờ có hứng. Hả? Anh thấy chàng trai này rất là vui vẻ. Dạ. Tính gọi là hòa đồng ha. Anh thấy bằng đàn gái cũng dễ thương đó em. Cũng xinh. Nhưng bây giờ hỏi hai bạn, nếu được thì hai bạn định chừng nào tiến tới hôn nhân? Mỹ Tho. Dạ em hợp thì cưới chứ không quan niệm là bao nhiêu lâu. Bạn trai dạ, sao? Chị. Ý em thì sao? Em thì cũng vậy hả chị? Đứng sao thấy cái hơi tròn tròn vậy? Dạ đúng là rồi. Là do cái áo nó rộng.
Mình có tập thể dục thể thao gì không? Lâu lâu chạy thể dục cái gì. Nhưng mà tao thấy em nó hơi kiểu khỏe à? Em hơi nhẹ nhàng. Thôi kệ chị. Thiệt luôn á? Dạ. Ủa có thích phụ nữ không? Có, trời ơi, nghĩ sao không thích. Mất điểm á nha. Trời ơi. Chắc không? Chắc. Anh Linh bấm cái quẻ này, coi cái anh Linh. Quẻ này cũng hên xui. Hên xui quá hả? À? Không, nó chỉ dễ thương lắm á. Được phải không? Mà. Em có yêu cầu gì về tuổi tác không? Khi mà đăng ký thì em ghi là ít nhất là bằng tuổi em, còn nếu mà hợp thì 91 hoặc 94 là hợp. Em sinh năm nhiêu? Dạ 94 chị. 94 à, hợp đấy em. Được không? Được, được quá được chị. Đấy luôn ha. Dạ. À, vậy được rồi. Dạ. Rồi bây giờ mình sẽ khảo sát ý kiến của người thân. Hôm bạn gái đi với ai? Dạ em đi với đồng nghiệp của em chị. Em xin chào anh Quỳnh Linh với chị Cát Tường. Chào bạn trai và toàn thể quý vị khách đang xem chương trình ạ. Tính của Thoa thì đi làm rất là chăm chỉ, cẩn thận, mà nó hơi tưng tửng và đáng yêu lắm ạ. Và em hy vọng là nếu như hôm nay hai bạn mà sau khi bấm nút xong thì chúng ta sẽ có một buổi nhậu vui vẻ. Hả? À, em xin hết ạ. Vậy có hứng hay em có hứng hay Trung Thu? Không, em hứng phá môi thì được chị. À. Bạn trai đi với ai? Dạ thì em đi với mẹ em. Cô xin chào cháu Quyền Linh và Cát Tường. Dạ. À, cô là đến từ Đắk Lắk. Thu là con út của nhà cô. Dạ. Thu rất ngoan, không có biết nhậu nhẹt, không thuốc rồi luôn. Dạ. À, biết tôn trọng cha mẹ. Dạ. Riêng cháu gái này cô rất thích. À, cô xuống đây lâu chưa cô? Về Quảng Ngãi mấy ngày nay chăm bà ngoại. Dạ. Rồi nên cháu Thu đó là có bạn bè đồng nghiệp mà nó giấu hết, nó ngại nên nó không dám nói ra. Nhưng mà giờ cô ưng xin... con dâu tương lai chưa, thấy ưng bụng chưa? Cô rất thích. Dạ. Cảm ơn. Cô có dặn dò con dâu tương lai gì không? Cô cũng chưa biết được rồi nó như thế nào. Cô thì rất dễ con à. Dạ. À, cô không có dâu rể gì, cô con săn bạn với cô không phân biệt nó dễ chứ. Cô có một dao một rễ rồi mà cô rất thương. Dạ. Cần Thu là con út của cô á. Lên coi chương trình này cô cũng cổ vũ cho hai cháu và con cô. Dạ. Thì nếu cảm thấy được thì cứ bấm nút đi. Dạ, dạ. Còn để sao mẹ lo ha. Cảm ơn cô. Cảm ơn chương trình. Bây giờ chúng ta sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt, mặt đối mặt nha. Bắt đầu. Gặp mặt thì anh có món quà nhỏ tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Rồi bắt đầu câu chuyện đi các bạn. Bạn gái anh ví dụ muốn đi chơi này nọ thoải mái, anh có cho bạn gái anh đi hay là bạn... Không có vấn đề, anh rất là dễ. Em đi chơi thì em cứ đi thôi. Anh đi được thì cho anh đi kéo ấy. Dạ. Anh nếu mà kết hôn rồi anh sẽ sống ở đâu, ở quê hay là... Anh muốn lập nghiệp ở trong này. Thật sự là công việc kỹ thuật của anh á, thì mình về đó là mình không có sống được. Anh thấy em sao? Hiện... Có bình thường không hay là giống như nãy em nói không? Không, tóc vậy cũng được á chị, được mà. Anh tưởng con đỏ thì mới buông. Lên hù quá ha. Cũng dễ thương. Không, tại mới anh gặp á chứ em dữ lắm á. Không, em mà làm em mà quen anh lâu là em sẽ biết độ dày của anh như thế nào. Dạ hả? Ở trên đây là anh kiềm chế lại rồi. Dạ. Em làm trong đây là em làm chỗ nào ta? Dạ em làm BKMS ở Let's Hill anh. Thì việc công việc của anh là cũng kỹ thuật nhưng mà anh đi giờ hành chánh. Thì anh thứ bảy anh được nghỉ nửa buổi, với chủ nhật thì bất cứ khi nào em rảnh thì mình hẹn hò được thôi, không có gì hết. Dạ. Nên là khoảng cách địa lý với anh là không vấn đề. Dạ. Nếu mà được thì bao giờ sẽ kết hôn được? Thích là em cưới mà, không quan trọng là bao nhiêu, trong thời gian bao lâu. À. Yêu là cưới. Ở trong có gì này... mình dẫn nhau qua chương trình yêu là cưới. Đúng rồi, qua chương trình. Anh cũng đang tính chương trình đó, anh cũng đang tính mà. Dạ. Hồi nãy anh cũng nói với chị kia là tham gia chương trình này xong anh sẽ đăng ký yêu là cưới luôn đó. Dạ. Hay quá. Em cũng vậy luôn á. Ừ. Quan điểm về con trai con gái như thế nào? Thì em á, con trai con gái gì cũng được thôi. Nhưng mà thật sự là em rất thích con gái đầu lòng. Ồ, anh thích mấy đứa? Thời buổi này là anh nghĩ hai đứa là vừa rồi em ơi. Em thì thích nhiều hơn. Em không thích, em thích nhà đông con, vui. Cái này cũng phải tùy điều kiện kinh tế em. Nếu mà nuôi được ok, đẻ nhiều, nhiều. Đúng rồi. Ok rồi, quá tốt. Đẻ được phải nuôi được chứ. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Thích khoảng mấy đứa? Thì em đã nói hai đứa rồi anh. Ông cô này nè. Em thích cỡ ba đứa hoặc bốn đứa cho vui. Nếu điều kiện kinh tế mình làm được thì anh ủng hộ. Dạ. Thì phải ráng cày ha. Rồi thôi bây giờ chúng ta trao đổi cũng nhiều rồi, mình lắng động lại chút xíu, mình nói cái gì nó thật tâm nhất. Hoặc là bạn trai tỏ tình với bạn gái để thuyết phục bạn gái đồng ý bấm nút với mình chứ. Em thì... tiến lên. Hằng bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Em thấy có một chút xíu gì rung động với cô gái ngồi đối diện không? Có anh. Có phải là một nửa mảnh ghép mà em gọi là từng mơ ước không?
Nói chung là bạn cũng là trong cái người mẫu, hình mẫu lý tưởng của em. Thì sau chương trình này nếu mà thấy thì quá hợp nhau thì ok, thì anh cũng cưới khi nào cũng được hết á em. Cưới khi nào cũng được ha. Dạ. Rồi bây giờ em tiến tới gần cô ấy, em nói cái gì đó tận đáy lòng của mình, suy đúng nghĩ rồi. Được cô ấy, thuyết phục cô ấy để cô ấy bấm nút. Nói anh sao mà anh. Đúng không ngại đâu. Thôi, được, ngồi đây được rồi. Không, đứng lên gần đó. Bản lĩnh lên, mạnh mẽ lên đi đó. Thì nói chung là anh cũng có tiếp một bài thơ. Dạ. Thì anh cũng muốn tặng cho em. Và nói chung là bài này cũng chưa thuộc. Dạ. Chỉ một chút nữa thôi, ta sẽ trở thành đôi. Hai trái tim đơn côi sẽ hòa chung một nhịp. Hai tâm hồn cũng thôi khóc thầm trong đêm tối. Chỉ một cái bấm thôi, em còn ngại chi nữa. Những quá khứ ngày xưa hãy đưa vào dĩ vãng. Tương lai ở phía trước chờ đón hai chúng ta. Anh sẽ nắm tay em sánh bước cả cuộc đời. Thì nói chung là mình tới với đây á thì cũng nhờ chương trình, thì cũng là cái duyên rồi, thì cũng không có gì hơn, nhưng mà cái phận á thì là do anh với em tự quyết định. Cũng hai năm nay thì anh cũng sáng đi chiều về, tối ở phòng một mình cũng chán rồi. Thì thật sự cũng muốn tìm một nửa ở bên mình săn sóc, thì anh mong cái này thì em cũng cho anh một cơ hội để mình có khả năng tìm hiểu và tiến tới lâu dài hơn. Rồi, hay lắm. Hay quá. Đó, những cái lời nói rất là chân thành đúng không? Đâu có cần hoa mỹ gì đâu. Rồi, bây giờ thì chúng ta để tay mình nút bấm đi. Quá đây. Hay. Bài thơ đó là em tự đặt luôn đó hả? Em tự chế chị. Hay quá. Hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 Bấm nút là quyết định cho tương lai của mình đó nha các bạn. 3 Hết thời gian. Chúc mừng hai bạn. Nào, nắm tay nhau đi các bạn. Em có nói gì với bác gái một vài câu không? Dạ, nếu mà con với anh có hẹn hò thì con sẽ chăm sóc anh thật chu đáo cho cô. Cô cứ yên tâm. Dễ thương quá. Dạ. Muốn chia sẻ với em á, trước giờ là tuy anh có hai mối tình nhưng mà ngoại trừ mấy người bạn trong nhóm sẽ biết thôi, chưa ai biết hết cả gia đình anh. Ở anh tuyên bố ở bố mẹ anh á là anh mà yêu ai anh quyết định sẽ cưới, và khi mà anh đã dẫn về ra mắt bố mẹ thì là chắc chắn là anh sẽ cưới người đó rồi. Em là người đầu tiên thấy được mẹ anh ở đây. Hay quá. Rất hay. Đó là những điều mà chúng tôi rất là vui ha. Hy vọng rằng những cái lời nói từ nãy giờ nó sẽ trở thành hiện thực. Đây là những chiếc vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng gửi tặng các bạn. Thủ tục của chương trình như thế nào? Dễ thương quá. Quá dễ thương, nhanh lẹ, rất là cảm xúc. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang Couple TX. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax, máy nước nóng hiệu Atlantic. Chiếc máy nước nóng với hiệu Senton với tổng trị giá quà tặng là 7 triệu đồng gửi tặng hai bạn. Chị. Phần quà đặc biệt dành cho các bạn là một Smart TV cao cấp UBC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như các bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth, điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên cả TV rất tiện lợi. Giữ anh ấy nha. Dạ. Hai bạn thiên nhiên giống nhau, đám cưới hạnh phúc. Hẹn gặp chị ở chương trình Yêu Là Cưới. Rồi, chị sẽ chờ đón hai em qua chương trình Yêu Là Cưới nha. Rồi, rồi chúc mừng hai em. Rồi đi chơi trung thu luôn cưng.